Xin chào quý khách hàng, hôm nay kênh YouTube Kata Shop chúng tôi giới thiệu một lô hàng, đó là súng xì khô của Đài Loan. Như những video trước chúng tôi đã giới thiệu, đây là một sản phẩm có tên là Airduster DG10 của Đài Loan. Chúng tôi nhập khẩu lô hàng này từ Đài Loan. Và trên tay tôi là một mẫu súng xì khô. Các bạn lưu ý là sản phẩm D10 có rất là nhiều sản phẩm nhái từ Trung Quốc, và đây là một sản phẩm chính hãng của Đài Loan. Và trên sản phẩm là có chữ Made in Taiwan. Và đây là phía sau. Cho nên khi khách hàng nhận được sản phẩm mà có chữ Taiwan hoặc Design in Taiwan hoặc là Taiwan gì đó thì các bạn hết sức lưu ý, và nếu mà sử dụng sản phẩm nhái thì không, nó cái tuổi thọ nó không bền và nó hay bị rò rỉ. Và sản phẩm này chúng tôi có kết hợp với dây, thì tôi đã làm sẵn dây. Đây là những sợi dây bố vải bọc nhựa và có các kết nối khác nhau, và thêm ốc, miền Nam còn gọi là con tán thau, tức là gen ngoài 14, gen trong 17 để bắt vào đây. Còn đây là gen trong 14 có thể bắt lên hệ thống đường ống để mà làm các cái bắt vào các cái súng, bắt vào đường ống. Và đây là các kết nối nhanh, đây là các kết nối nhanh để kết nối trực tiếp vào chiếc súng xì khô này. Và với cái sản phẩm chất lượng rất cao như này thì khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại kèm Zalo là 0902 336 426 để chúng tôi phục vụ khách hàng. Tất cả đây là sản phẩm hoàn toàn là được sản xuất tại nước ngoài, tại Đài Loan. Còn dây này là dây Hàn Quốc và được về đưa về Việt Nam, và chúng tôi đã cắt chiều dài theo kích thước của khách hàng, 2m, 5m, 10m để phục vụ nhu cầu khách hàng. Và dây này có thể hoàn toàn là dây để mà gắn các cái kết nối nhanh cho các súng bắn ốc, các xưởng điện tử, xưởng cơ khí, rồi xưởng lắp ráp. Và trên mỗi một sợi dây chúng tôi đều có dán tem kèm số điện thoại của chúng tôi. Chúng tôi dán tem như thế này để mà khách hàng yên tâm về sản phẩm. Đây chúng tôi có dán tem, số điện thoại là 0902 336 426. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp thêm các loại khí như heli, hero, oxy để có thể combo với các sản phẩm sau đây. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.